Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay thì sẽ mời mọi người sẽ cùng bà ngoại Bi và Bi đi tham quan chợ Hà Đông nha. Đây là Bi và bà ngoại. Thì mình đang đi lên khu vực tầng 2 của chợ Hà Đông. Chợ Hà Đông thì rất là rộng nha mọi người. Đây, mình quay qua cho mọi người xem này. Rất là rộng, đây là khu vực phía trong, còn khu vực ngoài trời nữa. Thì đầu tiên sẽ là đi ăn chè. Chè thập cẩm nhá. Thì ở đây cô có bán chè, tà phớ, các loại đồ ăn vặt. Thì mình và bà ngoại sẽ ăn tà phớ. Mời Bi nhưng mà Bi không ăn, mấy món này Bi không thích ăn. Đó, Bi đang ngồi đây nhưng mà tâm hồn Bi đang để ở dưới chỗ cái khu bán đồ chơi kìa mọi người ơi. Cái này gọi là tà phớ hả? Đây là cốc cà phớ đây. Đó, nhìn hấp dẫn không mọi người? Mưa to hay sao ấy? Mình thích ăn cái gì thì mình bảo cô ấy mix cho thôi. Rồi, thường thường là đi chợ Hà Đông mình hay thấy cái cốc chè này bao tiền ạ? Cô này và một cô nữa. Hôm nay cô không thấy cô ấy bán. Đây là cốc chè này. Rồi, ăn xong rồi là mình sẽ đi tí nữa. Ra đây xem bán quần áo, khu bán quần áo của trẻ em này, mua cho Bi bộ quần áo này. Mua ba lô đi. Rất là rộng. Thi thoảng thì mình cũng hay qua chợ và lên đây mua quần áo cho Bi. Thì mình hay mua ở cửa hàng của chị này. Đó, bà ngoại đang chọn cho Bi. Nhiều mẫu mà. Bây giờ cũng sắp đi học rồi cho nên là sẽ mua quần áo kiểu quần dài. Thế là quần đùi. Quần dài và áo có thể mặc đi học được. Này. Xấu. Hôm nay có bạn Bi đi á thì là để chọn nó dễ. Với cả được thử luôn chứ mua về nhà nhiều khi là Bi không thích là mang đi đổi. Màu đấy không biết bố nó thích không? Giờ nhỉ? Anh có chính kiến của anh rồi mọi người ạ. Đây, mọi người thấy chọn cái áo này cho Bi có được không ạ? Cộc tay màu đỏ, kẻ đỏ. Nó cỡ gì lâu dữ vậy? Đây, chắc là chặt thì sao, bà ngoại chưa cởi được. Bi ơi, thích quần bò màu xanh hay là quần bò màu đen? Màu xanh á? Có thích màu xanh cửa không? Cửa hàng này thì rất là đa dạng về quần áo của trẻ em. Nhưng mà đi học gì sao có lại quần dài? Đi học phải mặc quần dài. Nhưng mà quần sóc thì có ở nhà rồi, em muốn mua quần dài ấy chứ. Nói chung là đi chợ Hà Đông mình phải xác định là mình mua cái gì thì tìm nó mới dễ. Chứ nếu mà cứ đi tham quan, ví dụ mua quần áo chẳng hạn. Ở đây là rất là nhiều gian hàng bán quần áo. Đi vào đây mà chọn thì hoa hết cả mắt luôn ấy ạ. Số này được không? Số này vừa không? Vì nó nhiều. Nhiều mẫu mã. Ôi nhiều lắm mọi người ơi. Đấy mọi người thấy bạn Bi mặc có đẹp không ạ? Rồi bà đang mặc thêm chiếc quần bò cho Bi. Nhìn cũng được. Đây, xem cái áo phông này. Được không? Cũng được ha. Được không Khánh? Quá đẹp dài. Trời ơi. Ấy là mua một chiếc áo kẻ đỏ, một chiếc quần bò, một chiếc áo phông. Ấy anh ấy khác tự chọn anh ấy thích. Đấy. Đây là gian bán hàng đồ mặc ở nhà, đồ ngủ. Đây. Trong này thì bạt ngàn là quần áo luôn các bạn ơi. Thật sự là nếu mà không xác định mua gì mà vào đây ngắm thì thật sự là cũng không biết là chọn như thế nào luôn. Đó.
đầy đủ quần áo từ trẻ em, người lớn, người già, bầu bí, đàn ông, đàn bà. Không thiếu một cái gì mọi người ạ. Đây là váy này. Bà mua túi đã. Bà mua túi đã. Mình chỉ đi qua thôi. Vì là có rất là nhiều. Bà thích kiểu túi như đây là một khu, chứ còn bên kia cũng có một khu nữa bán vải và quần áo. Đây khu vực lại bán túi. Túi sách rồi là ví, ba lô. Này, những cái túi này nhìn rất là đẹp. Đây chụp ảnh rất là đẹp. Ba có túi rồi đây. Bà ngoại muốn mua một cái túi. Mọi người ơi, Bi cứ nhăn nhó, Bi không muốn đi vào chỗ này, Bi chỉ muốn xuống cái cửa hàng đồ chơi này kia thôi. Con trong này là rất là nhiều hẳn túi này, to để mà khoác. Bà thích đủ màu, các cái màu đen sắc, màu da, kiểu dáng, rồi là chất liệu. Màu da đấy á. Thử đeo vào vai nhỉ. Chắc là bà ngoại đi ra xuống chọn đồ chơi màu da nâu nâu kìa. Thật ra là muốn mua túi làm đi ra cái những cái cửa hàng này nó nhiều mẫu đấy, nhiều mẫu là mình chọn được hơn. Tiện thể là đi tham quan chợ Hà Đông luôn. Chợ Hà Đông thì cũng gần nhà mình, cách có hơn 2 cây thôi. Nhưng mà cũng ít khi đi. Này ví này cũng đẹp này mọi người. Không to bằng thế đâu kìa. Đó. Đây là quần. À bà là chốt là cái túi nâu kia. Này, chợ Hà Đông cập nhật rất là nhiều mẫu quần áo mới luôn. Đây khu vực hành lang. Mẹ có mua vải với máy áo không? Không. Mua đồ chơi ở đâu? Đây. Anh Bi là thích nhất khu vực này luôn. Đồ chơi này mọi người. Đồ chơi trẻ em. Rồi cũng sắp là đến rằm Trung Thu rồi. Đây là người ta bắt đầu bày bán cái trống này, những cái mặt nạ. Rồi đèn. Trang trí đèn ngôi sao rất là nhiều. Ai mà ở gần Hà Đông thì mọi người có thể qua chợ Hà Đông này người xem. Đó. Bạt ngàn luôn á. Đây là bộ gì? Này Bi đang đòi mua đồ chơi. Mua lắm gì cái con đấy. Con đấy người ta ấy sẵn rồi. Chỉ thích siêu nhân thôi. Nhà có bao nhiêu siêu nhân, người đi chơi cũng cứ thích mua siêu nhân. Lằng nặc. Mở ở nhà cũng biết được. Sau hướng dẫn thế này. Đây, cái này là hình hạ cái này. Bẻ thành công tơ này. Cái này bẻ thành cái xe này. Đấy, cháu cầm đấy. Đồ chơi ở đây mua thì cũng rẻ hơn so với ở ngoài hoặc là ở trung tâm thương mại. Mà nó nhiều, nó rất là đa dạng. Đây, bà đang chọn bác bớt đi bác ơi. Cái cho em gạo. Anh Bi thì thích cái bộ siêu nhân. Siêu nhân nhưng mà theo cái kiểu là chơi được 2 kiểu. Bình thường là để siêu nhân, còn là có thể lắp được vào thành ô tô. Chứ đấy. Đó. Đang xem cái con này để mua về cho em gạo chơi. Tao đây. Tao đây à, những người lớn này. Treo cho nó đúng vào. Giật lại nào, đi nhại nào. Alo. Là 100 đâu, nhưng mà cả đâu cái này. 100. Alo. Cái này là 15.000. Tao lên tư này. Mua cho quần áo đấy, thằng bà. Alo.
Có rất là nhiều cửa hàng bán đồ chơi, nhưng mà mình hay mua của hàng bác này. Thế một bác nữa thì người ta bán đúng giá, mình ít khi phải mặc cả, người ta chỉ giảm rất là ít thôi, 5.000 hoặc cùng lắm là 10.000. Đây bà ngoại thì thích sang cái khu này để xem hoa. Hoa này là hoa được trang trí, hoa lụa, hoa giấy, họ làm bằng rất là nhiều chất liệu, nhìn màu rất là sặc sỡ. Tầm này đó, tầm Tết đó mọi người, tầm Tết đi khu này thì rực rỡ sắc màu luôn. Hoa gì họ cũng làm được. Đó, lạc vào đây ngắm là không biết chán này. Đây là khu vực ở tầng 1. Tầng 1 thì họ bày bán cái đồ gia dụng, rồi đồ trang trí. Đồ chơi trẻ em. Bên cạnh rừng hoa này. Tầng 2 thì chủ yếu là quần áo, giày dép, rồi ba lô, ví, túi sách. Đó. Trang trí nhà cửa là mình có thể đến đây chọn đồ này. Giá cả ở đây thì cũng phải chăng đó mọi người. Trang trí. Bắt đầu bày bán đồ Tết Trung Thu. Bánh kẹo nha mọi người. Đây là họ người ta bán rời, bán theo cân. Kẹo gì cũng có luôn. Đây này, chữ kẹo làm rất là đẹp. Con ong, mình và dưa hấu, mình đồng tiền. Bi là đang đòi ăn cái kẹo dẻo. Mua gì nữa không? Kẹo dẻo hamburger. Ê, họ bán phẩm nhé cái này mẹ. Mùa đông. Rồi, qua khu này. Cái này liệu nó có phải đúc không hay là nó là hoa ra? Cái đồ này dùng đến 20 lát. Đủ các thứ loại luôn mẹ. À, mua bà đang bảo mua cái nồi kho cá bằng cái này ngon không? Về thỉnh thoảng nấu cơm hoặc là kho cá, nấu cơm bằng cái nồi này thì nó hay có cháy. Thì mình cũng thích. Nhưng mà cũng đang chọn. Cái này ăn lẩu được. Ở đây là người ta bán cả nồi đất. Ăn lẩu. Mình mua một cái nồi đất về để kho cá này. Đó. Nhà hàng toàn mua một lúc một chục. Mua cái nồi đất về để nấu đồ ăn. Kho cá hoặc nấu canh chuối các thứ. Rồi khu này là người ta bày bán đồ chiếu, rồi là các cái loại gia vị này. Thôi xin chào mọi người nha.